Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thổ. Tập 18. Đại tỷ à, mau giúp Quỳnh ấy tỉnh đi. Đại tỷ à, đại tỷ thiệt là thương nặng lắm sao? Ôi trời, chào đi, nhanh lên. Phải rồi, đứa trẻ đó không thể là Jin được. Xin đa tạ đại nhân. Nếu như người cứ khách khí như vậy, ta sẽ vô cùng khó chịu đó. Có gì mà ngạc nhiên chứ? Chúng ta gặp giao chỗ này chỗ kia cũng được 5 lần rồi. Chỉ mình ta xem ngươi là bằng hữu sao? Ý tôi không phải là như vậy. Là bằng hữu thì phải chịu trách nhiệm trước xuân côn độ của ta chứ. Sao ta đứng nhìn người quý giá như vậy gặp nạn đây? Không thể xuất chúng trong học vấn thì cũng phải thành công, quả được xuân côn độ đúng không? Hãy mau triệu thế tử vào cung đi. Còn nữa, hãy hạ lệnh cho thế tử đi bắt Phong Lưu công tử. Chẳng qua chỉ là việc thiếu quỷ sách cấm, không phải người muốn quản lý là được. Ngươi dựa vào đâu mà to gan như vậy hả? Nếu bây giờ ta chấm dứt mạng sống của ngươi thì sao đây? Ngay khi ta chết đi thì toàn bộ bá tánh sẽ biết là có quỷ hút máu sống ở trong cung. Ta đã chuẩn bị hết rồi. Vậy ngươi có thể làm gì được ta? Đương nhiên họ phải đi xác nhận xem thế tử xa đâu đã để lại cái gì. Trước khi chết, thế tử đã nói với ta đã giấu bản ghi chép của thế tử Trung Hiền. Đó là bản ghi chép của mật sách bị thiêu hủy đúng không? Không hề có mật sách đó. Vậy ngươi cứ thử giết ta đi. Nếu không bắt được Phong Lưu công tử thì ta sẽ giết người. Bắt cả người, cả đứa cháu mà người yêu quý nữa. Sách mà ngươi tìm thấy đang ở đâu? Ta phải trực tiếp xác nhận mới được. Ta sẽ loại bỏ ngươi cùng với những người ngươi quan tâm. Kim Song Dương. Tĩnh Linh, Phó Tĩnh Linh Điện Thế Tử. Ta là người từng phò tá Thế Tử Trung Hiền, ta là Kim Song Dương. Ta cũng thấy tên của ngươi trong bản ghi chép của Điện Hạ. Xin ngươi hãy cứu ta, hãy nói cho ta biết mật sách dùng để tiêu diệt tên quỷ đó là gì? Mật sách là con người, là con người. Tỉnh lại đi, nhà mau tỉnh lại đi. Nghe nói là con người sao? Người hay chờ đó,
ta nhất định sẽ tìm thấy mật sách rồi xuất hiện trước mặt ngươi. Đại nhân ơi, đại nhân ơi, đại nhân ơi, bản ghi chép, bản ghi chép của thế tử Trung Hy Ân có người đã tìm được rồi. Ngài vừa nói gì đó? Đã tìm thấy Phong Lưu công tử rồi hả? Phong Lưu công tử sao? Người biết bản ghi chép của thế tử Trung Hy Ân chính là của Phong Lưu công tử mà. Phong Lưu công tử chính là bút danh của thế tử điện hạ Trung Hy Ân. Hồ Chinh, xin ngài thứ lỗi, tiểu nhân vì nhất thời xúc động. Mau chuẩn bị ngựa cho ta đi. Ngài vẫn chưa hồi phục sức khỏe lại kia mà. Mau lên. Đại nhân, hôm nay ngài hãy quay về đi, để tôi ở lại đây đợi đại thúc cũng được rồi. Không sao đâu, ta muốn đợi cùng với ngươi. Chuyện này là thật luôn sao? Thưa đại nhân, ngài nhận nhầm người rồi. Nhìn Hi à, là ta đấy mà. Đại nhân à, người không sao chứ? Người có sao không vậy hả tiểu thư? Nhìn Hi à, ngài thật không biết tiểu thư này là ai sao? Mau gọi quan quân tới đây đi. Xin đừng. Vị đại nhân này có lẽ đã nhầm tiểu thư với một người khác thôi. Xin tiểu thư thứ lỗi. Sao một đại nhân như ngài lại có hành động đùa giỡn khiến nữ nhân hoảng sợ như vậy hả? Không cần làm ầm lên đâu, chúng ta lên kiệu thôi. Dân Hi à, không lẽ là ta đã nhận lầm người sao? Dân Hi, ta thật sự rất muốn được gọi tên của mụn. Chỉ một lần cũng không có gì là ta không làm được. Dù phải hy sinh tính mạng này, ta cũng nhất định phải làm được.
ta tuyệt đối không thể để cho nàng đi được. Đại nhân à, nàng không sao chứ? Đại nhân à, xin giúp tôi với, làm ơn giúp tôi với. Đại nhân ơi,